Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 2 của bộ truyện Bảy Sập Sồi, tác giả Lê Nguyệt. Nhân tập 2 này, Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt 2 tập vừa qua. Và ngay sau đây, Khôi xin bắt đầu. Con chó chết! Mày đưa con tao về đây rồi biến khỏi mắt tao! Chứ không thôi á, chết thằng cha con gái mẹ mày với tao à. Thứ đàn bà gì đâu á mà hung dữ như chằn tinh gấu ngựa. Ở với mày á, có ngày mày ám sát tao không ai hay. Biến đi cho tao an toàn. Chăm mặc kệ hắn, cô qua nhà thấy bốn đứa nhỏ ngồi ăn củ mì nấu đường, thím hai bày ra cả dĩa lớn. Thằng Tý ngồi chồm hổm chính giữa, tay cầm củ mì cắn mà mắt hiếp lại vì cười. Chăm chạnh lòng, nếu không có gia đình thím hai ở cạnh thì cô phải làm sao với ba đứa con nhỏ của mình? Sập Sồi có phải là người cha tốt, biết chăm sóc và thương yêu con đâu. Hắn chỉ nghĩ đến hắn ở nhà mà cũng đem con qua gửi để cùng đứa tào lao đi ăn cắp. Mà khốn nạn thay, ăn cắp gà của lối xóm sát ranh, đúng là thứ không có liêm sỉ. Lỡ như bị bắt gặp thì làm sao đây? Hắn là chồng, là cha của con cô. Có cái thứ chồng thứ cha như vậy, sao ngóc đầu dậy nổi đây trời? Thím hai thấy Chăm thì ngoắt cô ngồi xuống chiếc chiếu thím đã trải ra cho đám nhóc, cười. Ngồi xuống ăn củ mì cho vui nè bay. Thằng Út á, nó cắm mấy hôm mì ở đầu hồi ruộng á, mà cũ quá trời là cũ. Nhổ một buổi nấu ăn cả ngày không hết. Còn mấy củ cà, Lan bay lấy về bển, mai ra nấu canh tép cho tụi nhỏ ăn. Trơn trơn á, chan vô cơm ăn với tép rang bắt miệng lắm đó. Chăm cảm động. Chú thím hai đạo đức như vậy nên Út Chút mới học hành tới nơi tới chốn. Hai vợ chồng đều là giáo viên, lương đủ để nuôi con mà giường tược cũng được bồi bổ đàng hoàng. Cả gia đình lớn nhỏ đều nói năng mật thước nên ra ngoài xã hội được kính trọng. Tới đâu người ta cũng giang tay mời đón chứ không phải như thằng chồng của cô. Đâu thể nói vì cha mẹ của hắn mất sớm mà hắn trở nên như vậy. Các anh chị của hắn thì sao? Ai cũng lo làm ăn, củng cố gia đình. Chỉ có mình hắn là chẳng ra gì. Học hành không bao nhiêu mà láo khoét. Mở miệng ra là nói trời nói đất ra vẻ ta đây. Lắm khi Chăm buồn cho số phận của mình. Sao mà ba mẹ cô lại dỗ dàng không tìm hiểu kỹ? Thấy anh hai có tư cách, lại nghĩ em anh cũng như anh. Đem đứa con gái cưng của mình giao vào tay một thằng quỷ sống như vậy chứ. Cô có thể ở cả đời với hắn hay sao? Nhưng bỏ đi thì sẽ đi đâu? Làm sao thoát khỏi tay hắn khi mang theo ba đứa con chung? Con thì dứt khoát cô phải nuôi, còn chồng thì cũng dứt khoát phải bỏ. Ruột gan Chăm rối như hẹ. Cô không biết mình phải làm sao mới dạng dẻ đôi bề đây. Thấy Chăm tư lự, thím hai hỏi: Bày mới cự cãi với nó hay sao vậy? Chăm nhìn qua thằng Tèo, nó đang ngó lom lom hai đứa nhỏ, thằng Cu và Tí. Con Bỗng ngồi xổm bên cạnh, không đứa nào để ý mẹ nó và bà hai nói chuyện gì. Cô thì thầm: Con mới đập thằng Chả một trận ở bển đó thím. Thím hai mở lớn mắt, kêu khẽ: Trời đất, vụ gì vậy? Chăm tường thuật cặn kẽ mọi chuyện cho thím nghe. Thím gật gù: Hai. Thím người lớn nên không bàn ra tán vô chuyện vợ chồng bay. Nhưng mà phải công nhận á, cái thằng này nó tệ thiệt. Bay không sửa được tánh khí của nó thì khổ cả đời chứ chẳng chơi. Xã hội bây giờ tiến bộ, không ràng buộc ai với ai cả. Có điều á, bay kẹt ba đứa nhỏ, có cha mất mẹ, có mẹ mất cha. Còn nếu nó theo bay á, thì dễ gì thằng kia chịu. Nó ngu ha mà buông bay ra. Có bay á, mới sống nổi, chứ không thôi á, nó chết đói tám đời dương. Chăm cố gắng lắm mới không khóc. Cô sợ ba đứa con mình thấy, cô cất giọng thiểu não: Con không cần cái thứ chồng này, con cũng không muốn con của con sống cạnh người cha như hắn ta. Con lại không dám dắt con về ngoại, sợ ảnh hưởng ba mẹ của con, cho nên giờ con rối lắm thím. Bản chất xấu xa của hắn ăn sâu vô xương cốt rồi, làm sao mà cải tạo nổi. Loại như hắn chỉ nên sống với con mẹ cổn tào lao mới xứng. Thím hai khoát tay, lắc đầu lia lịa: Ôi, cái con đó thì nói chi, nó với thằng cổm sắp ra tòa ly dị rồi kìa. Chăm giật mình: Ủa, sao vậy thím?
Chứ không phải mới hồi sáng này á, mẹ còn vô ăn cắp gà của Tư Tiền với cha sập sồi ha. Chắc bay nghe lộn rồi đó. Qua nay á, nhà cửa nó y xèo ở ngoài. Chuyện này xảy ra cả 3 tháng nay rồi. Thằng Cổn nộp đơn ly dị. Nghe đâu nay mơ gì á, tòa xử nè. Ủy ban hòa giải cũng hòa giải mấy bận rồi, nhưng không thành. Mà vụ gì á, phải tới độ vậy hả thím? Họ có 2 đứa con, đứa lớn cũng 14-15 gì rồi. Thím Hai cười gặp người súng. Chuyện này á, nó lãng nhát lãng nhơ hà, nghe giống như nói chơi. Là vậy, con cổ mới tên thiệt là Nga. Nó chơi Zalo Facebook gì đó, lấy tên là Ngọc Nga. Rồi mê Facebook lắm lắm. Mà nghe đồn á, nó không có mận gì trên cái Facebook của nó hết. Toàn là để chat chích đó thôi. Rồi nó thân với cái thằng nói tiếng eo éo như bóng lai cá vậy đó. Nó mê cái thằng đó nghen. Rồi cứ mỗi tối á, nó với thằng đó nhắn tin. Mà nếu không có thằng cổ mở nhẹ là nói chuyện điện thoại suốt. Ban đêm cũng vậy, ban ngày cũng vậy. Riết rồi á, không mận cái giống gì hết trội. Hèn chi á, tao thấy mỗi lần nó vô đây á, hồi nào cái miệng cũng nhóp nhép như đang nói chuyện với ai đó. Ban đầu á, từ xa tao tưởng nó hét. Dè đâu lại gần á, thì thấy có sợi dây lòng thòng ở lỗ tai. Thì ra nó bỏ cái điện thoại trong túi áo mà rùi bu nữa chứ. Có khi á, tao thấy nó ở bên kia bờ dừa của bay á, cầm cái điện thoại giơ lên, vừa nói vừa cười, vừa điệu đà như có ai trước mặt. Tao hỏi con vợ thằng Chúc, mới biên nó gọi điện video gì đó, ngó thấy mặt người bên kia luôn. Vụ này tao biết, vì tao cũng hay gọi cho mấy đứa con tao như vậy. Nhưng mà ở đây á, đâu có kết nối mạng được. Chắc là nó đăng ký 3G gì đó rồi. Đừng bà gì á, mà trốn chồng ra ngoài nói chuyện với trai vậy không hiểu nổi nữa à. Rồi một bữa, chồng nó phát hiện ra nó tối ngày nghe điện thoại nói xấu người ta. Rồi bị đôi chối, bị chửi gì đó. Bị lúc ấy nó mới chạy ra ngoài, nên chồng nó nghe điện thoại mới hết hồn. Người ta đòi xuống tới nhà cào mặt nó ra cà. Thằng chồng biết mới giật cho một trận ra trò. Thằng Cổn kiểm tra điện thoại, nó phát hiện ra nó với cái thằng nói điện thoại chắc chích anh em suốt. Ta nói lồi hèm hết trơn. Vậy là nó đâm đơn ly dị. Nó có ân hận cũng muộn rồi. Đơn bà gì á, mà cái nết quá trời cái nết. Mà tất cả cũng do cái thằng bóng lai cái đó đó. Thà là nó có giới tính thứ ba đi, cũng không ai kỳ thị đâu. Xã hội bây giờ á, người ta suy nghĩ thông thoáng lắm. Mang giới tính thứ ba không phải là lỗi của mình. Cha mẹ sinh sao phải chịu vậy thôi. Nhưng mà nghe đâu á, nó đã từng có vợ con rồi, mà thứ ba thứ tư gì chứ. Nếu nó là giới tính thứ ba, thì mắc gì á, lại đi dê vợ người ta. Hiểu được không? Chăm thắc mắc. Vậy là nó xưng nó BD hay sao ta? Nếu không á, sao mọi người biết nó bóng lại cái? Thì con vợ nó nói vậy chứ ai. Nó cố tình nói để chồng nó không ghen đó mà. Thằng Cổn coi tin nhắn giữa hai đứa nó thì biết hết chứ gì. Nhờ vậy mới biết thằng đó xúi dục nó đi chửi, đi bêu rêu người khác. Còn thằng cô hồn đó thì ném đá giấu tay. Nó nhục quá mà, nên chối được gì chứ. Với lại ở với con vợ này cũng có ngày tàn mạt. Ta nói trăm cái chuyện xấu, nói ra không có xuể đâu. Làng quê mà, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Thứ gì hết nhiều chuyện ở xóm, lại lên mạng nhiều chuyện. Mạng xã hội mà. Nó vô danh tiểu tốt nên cái thằng bóng kia lợi dụng nó. Chăm biểu môi lắc đầu. Chơi Facebook thì chơi, thị phi làm gì để mang hậu quả như vậy chứ. Tại bản chất nó vậy thì trước sau cũng lòi ra thôi. Nghe mấy người kế bên nhà nói, thằng cũng chửi là hồi đó trên kia cũng đã bị mấy lần nên mới về đây, mà tật cũ không chừa. Cho người ta mướn mặt bằng thì chuyện đời tư của họ mần gì kể họ, miễn không ảnh hưởng đến mình thì thôi. Nó hống hớt, học tới học lui, khiến đôi chối chửi bới rần trời. Vậy là thằng Cổn phải trả tiền cọc lại cho người mướn, còn miễn phí mấy tháng tiền nhà nữa. Có phải cũng tại cái thói nhiều chuyện không? Bây giờ nó xuống âm phủ cũng vậy thôi. Cho nên cái vụ thằng Cổn nó bỏ thì mình hiểu rồi. Mà nghe nói ly dị xong, thằng Cổn bắt con chứ không cho nó dắt theo đứa nào. Nó đâu có mần gì ra tiền đâu mà nuôi con. Cái nhà trên đó, thằng Cổn cũng bán mất tiêu về đây mua đất rồi mờ. Bận này cho nó đi theo thằng bóng nấu cơm cho thằng kia ăn, rồi coi thằng kia ghét ai thì chửi giùm nó. Qua chuyện này chắc con mẹ nghĩ lợi rồi. Nghĩ khỉ khô. Bị gì chuyện xảy ra cũng mấy tháng rồi mà tụi nó còn vô nói hoài nên người ta mới chửi, thằng chồng mới nóng. Chứ thôi bỏ qua thì ai ở không đâu mà nhớ tới nó.
Vậy con dọn đi, cho con mẻ vô ở với sập sồi này á, xứng đào xứng kép lắm nè. Đặng chết đói à? Đặng đi trộm cướp phá làng phá xóm. Mà thôi, kệ bà nó bay ơi. Đàn bà ngu á thì ráng chịu thôi. Nghe chuyện cũng tào lao, Chăm cũng mắc cười. Nhưng cô vẫn nhớ lại chuyện của mình. Đây vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong tim cô. Chăm biết, nếu như bây giờ cô bỏ bẫy mà về nhà cha mẹ, thì sẽ mang tiếng là đàn bà lộn nài bẻ ống. Sau này, Út Mai cũng khó lấy chồng. Chăm biết, ba mẹ cô sẵn sàng đùm bọc mẹ con cô. Nhưng ông bà buồn lắm vì đã làm dở dang cuộc đời con gái mình. Quan trọng hơn nữa, cô khó lòng thoát khỏi tay bẫy. Có thể hắn không thương yêu gì cô, nhưng hắn cần vợ, cần một người đàn bà cho hắn giải quyết sinh lý, cần một phụ nữ trong nhà lo trước lo sau, nhất là cần đám con để hắn nương tựa tuổi già. Nếu như cô nhất quyết dứt áo ra đi, thì muốn qua được ải của hắn cũng không phải dễ dàng. Mà nếu như được giải quyết ly dị, cô cũng không thể cấm cản hắn tới lui thăm con được. Làm sao đây? Tiến thoái lưỡng nan quá. Thím Hai nhìn ra vẻ đắn đo lo ngại của Chăm, dịu dàng và ân cần hỏi han. Coi bộ bay đương lo chuyện gì hay sao? Chăm nhìn thím, rồi không đừng được, cô kêu Tèo dắt ba đứa em ra ngoài chơi. Thằng Tèo chia mỗi đứa củ mì cầm tay, rồi dắt nhau ra gốc dừa sau nhà, coi ông Hai giá lại cái chài đã rách mấy lỗ. Chăm kể cho thím nghe tất cả dự tính của mình và xin ý kiến của thím. Trầm ngâm một hồi khá lâu, thím Hai mới cầm tay Chăm, hỏi khẽ. Mà thật sự trong bụng bay có còn thương nó chút nào hay không? Chăm trả lời dứt khoát. Trước nay con chưa từng thương thằng Chả. Thím Hai phì cười, ghẹo Chăm. Chưa từng thương mà có tới ba đứa con. Trời ơi, thím không biết chứ. Con mà không làm giữ với Chả là mỗi năm đẻ một đứa luôn đó. Mới vừa rồi con đi điều kinh, chứ thôi thằng Tí có em nữa rồi. Dụ gì chứ vụ này thằng Chả tươi lắm thím ơi. Còn con ngồi gần hắn con cũng ghét, có đâu mà nói tới chuyện ôm ấp. Thím Hai cười té. Qua trận cười, thím nghiêm túc nói với Chăm. Nếu thím là mẹ con, thím sẽ kêu con bỏ nó. Sống vì thằng chồng như vậy, cả đời không ngóc đầu lên nổi. Nhưng có điều, dù sao cũng ba mặt con rồi, con cũng không thể về nhà cha mẹ ở được với em dâu. Vậy thì dắt con đi đâu cho khỏi nó? Một thân một mình đàn bà, sao mà xoay trở nổi để lo cho ba đứa con đầy đủ như người ta? Mà con bỏ chồng á, rồi có ý định lấy chồng khác không? Không chứ gì. Vậy thì hãy suy nghĩ lại đi. Mặc dù ở đây á, cũng không có ai phụ với con, nhưng ít ra con của con cũng có cái nhà che mưa che nắng. Con đi mần kiếm tiền để lo cho con mình ăn học học hành, để không thua sút người ta. Chẳng lẽ ngay cả việc đưa con đi học nó mần cũng không được sao? Ráng nhịn nhục chờ con cái lớn lên. Đời mình nó coi như bỏ rồi, nhưng đời con mình thì phải sửa sang sao cho tốt. Tự nhiên Chăm Phật khóc sụt sùi. Thím nói vậy là muốn con cứ ở với cái hạng người đó hoài hay sao? Không phải đơn giản như vậy. Ý thím là nếu con thôi nó, con đi đâu nó cũng mò tới. Nó có thể kiếm con vợ nào tốt hơn con hay sao? Rồi lén bắt con, rồi gây khó dễ cho con tại nơi ở mới. Con làm gì được nó? Thím nói vậy là vì thím có kế hoạch rồi. Chăm mừng rỡ nếu tay thím Hai. Kế hoạch sao thím? Nghe thím nói con mừng quá. Thím Hai nắm bàn tay níu của Chăm, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng thím muốn hỏi, nếu như buộc lòng con phải sống chung với nó để lo cho ba đứa con có cam tâm không? Chăm xìu xuống, cô buông tay thím Hai ra. Kế hoạch của thím là con phải ở với hắn à? Phải, khoan dội giỡn đã. Bây giờ về suy nghĩ lại những lời thím nói. Nếu thông rồi thì sớm mời con dắt ba đứa nhỏ ra nhà thằng Hai. Mời mấy chị em nó gom lại, trình bày tất cả và mong muốn được chia tay. Con sẽ tự nuôi con mình, hy vọng nó đừng gây khó dễ cho con. Thím sẽ đi với con với tư cách người lớn và là người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Thím biết mâu thuẫn của vợ chồng con ra sao mới buộc con đưa ra quyết định này. Thế nào rồi nó cũng nhảy dựng lên phản đối. Nhưng anh chị nó là những đứa biết chuyện lắm. Tụi nó thừa hiểu em mình. Vậy là tụi nó sẽ cố gắng thuyết phục con. Chừng đó con hãy đưa ra điều kiện. Một, nếu con không chịu ly dị thì tạm thời ly thân, chuyện ai nấy làm. Con chung nên ai cũng phải có bổn phận trông coi.
Nhập học thì thằng Tèo 6 tuổi, vô lớp 1 rồi, con bụng lên 4 học mẫu giáo. Thằng Tí thì con gửi nhà trẻ. Kệ, chịu khó cày thêm một chút để kiếm tiền đóng học phí cho tụi nó. Rồi con đi mua bán cam như trước giờ. Thằng Bảy nó làm gì kệ cha nó, con cũng không có nhiệm vụ lo cái ăn cái mặc cho nó nữa. Vài tuần là nó hoãn hà, rồi thì nó sẽ tự động theo phụ con, hỏng chuyện này cũng chuyện kia. Con nắm được nó rồi, chừng đó muốn cải tạo sau cũng được. Tin thím đi, nếu nó biết sửa sai để thành người tốt, thì con cũng không nên để con mình thiếu cha, biết không? Hai, nếu nó cứ nhảy dựng dựng không chịu, thì chừng đó thím sẽ can thiệp. Thím sẽ kể sạch sành sanh thối hư tật xấu của nó cho anh chị nó nghe. Vậy là tụi nó sẽ đứng về phía con, buộc thằng Bảy phải trả tự do cho con hà. Tất nhiên thằng Bảy không bắt ba đứa nhỏ được đâu, bắt rồi lấy gì nuôi? Chừng đó con ra chợ mướn một cái phòng trọ bố mẹ con ở cho gần chỗ tụi nó học. Cây ghe cứ đậu ở bến nhà thím, rồi vô lấy đi mua bán cam, nhan nhán trước mặt nó hoài, cho nó thèm chơi mới đã cái nư, đúng không? Con biết không, cuộc đời của mình do chính mình quyết định, không ai có thể quyết định thay mình được cả. Cho nên hãy suy nghĩ cặn kẽ thấu đáo trước khi hành động. Thằng Bảy nó sập sồi, nhưng anh chị nó biết hạch toán. Thím Hai và Chăm cùng cười. Vậy nên đâu sẽ vào đó thôi, đường nào cũng có lợi chứ không có hại. Chăm ngẫm nghĩ, thím Hai nói vậy cũng phải, cô nên trình bày tất cả với anh chị em của sập sồi. Ai nấy chắc đều rõ tính của em mình và ai cũng quý mến cô. Tất nhiên họ không để cháu mình bơ vơ thiếu cha hoặc mẹ. Nếu buộc phải giải quyết theo hướng chia tay, họ sẽ cùng đồng lòng để cô nuôi con, vì Bảy không thể làm tròn trách nhiệm người cha được. Giải quyết như thím Hai cũng tốt, cô sẽ ở lại chờ con lớn. Khi chúng đủ nhận thức để biết mẹ mình đã chịu đựng thế nào, thì cô có thể dắt con rời đi. Bây giờ cô sẽ xem hắn như vô hình, không thấy không nghe gì cả. Vậy là êm chuyện, hắn chửi cô cũng mạt, nhưng động tay động chân với mẹ con cô thì hắn sẽ không dễ gì yên với cô đâu. Chăm có cái điện thoại Nokia cùi bắp, chỉ dùng để nghe gọi. Vậy là cô gọi cho anh Hai, anh Năm, chị Sáu và cô em út là Tám. Hẹn mai gặp ở nhà anh Hai, cô có chuyện cần thưa qua. Về nhà, Chăm và Bảy chiến tranh lạnh. Cô nấu cơm xong, tắm rửa cho con, rồi bới cho mỗi đứa một tô để đồ ăn cho chúng, chứ không dọn lên cho cả nhà ăn chung như mỗi khi nữa. Rồi cô cũng làm cho mình một phần. Bố mẹ con ngồi ăn với nhau, chuyện đùa vui vẻ. Bảy nằm giỏng theo dõi, thấy Chăm không nói gì tới mình, cũng không kêu mình ăn cơm nên nổi khùng, đứng dậy lấy tô xúc một tô cơm. Nhưng khi dỡ đồ ăn ra thì không còn gì hết. Cặp mắt hắn nổ đom đóm, bước lại dằn mảnh chén xuống bàn, rít lên. Mẹ con mày ăn hết sạch đồ ăn vậy, tao ăn với cái gì? Chăm làm thinh, không thèm đếm xỉa tới. Bảy nổi khùng, gạt cái tô xuống bàn. Tô không bể, nhưng cơm văng tung tóe. Mày câm rồi hay sao? Chừng đó, Chăm mới ngước lên dòm hắn, nhếch miệng cười nhạt. Ủa, vậy chứ con gà ông ăn có một bữa hết rồi sao? Con gà nào? Mẹ bà, mày đi tố giác tao, nên thằng chả lấy lợi hết mẹ rồi còn đâu. Đã vậy, chả còn hâm tao mẻ răng nữa. Bận này, con tào lao đó, nó xé xác mày ra cho biết mặt. Sời, tôi sợ nó quá ha. Thân nó còn giữ chưa xong mà hâm he ai. Thôi mệt quá, để mẹ con tôi yên. Ông đừng đếm xỉa gì tới mẹ con tôi nữa hết. Mần biến nói chuyện với ông lắm. Rồi kể cho hắn tức ấm áp, cho con ăn xong, Chăm dỗ chúng ngủ. Bình thường khi chúng ngủ rồi, cô sẽ ra rửa chén lựa cam. Nhưng bây giờ cô nằm luôn trong mùng, mặc cho hắn lải nhải ngoài giỏng. Sáng lại, rửa mặt thay đồ cho con xong, Chăm nói với Bảy. Anh Hai mới điện thoại kêu ông ra ngoài chi kìa. Bảy hỏi trống không. Biết chi hôn. Chăm không trả lời, bồng con xuống ghe. Bảy hết hồn quát lên. Mày chở con tao đi đâu vậy? Dắt tụi nó đi chợ cho ăn hủ tiếu, được không? Rồi mặc cho hắn la ó, Chăm ung dung bơi ghe ra dòng, nghe nhà thím Hai, thím nói.
Bay ra trước đi, tao đi bộ ra liền. Mà khoan con ơi, bỏ mấy đứa nhỏ ở đây, cho chú Hai bay coi chừng giùm cho. Dắt tụi nó ra ngoài nghe chuyện này cũng không tốt đâu. Chăm nghe lời thím, dắt ba đứa con lên bờ cho chú Hai trông giùm. Ra tới Xẻo Lá, Chăm gặp vợ Tư Tiền đang bơi ghe về. Thấy Chăm, chị ngoắt lại rồi cặp ghe sát bên, cười cười coi bộ thích thú lắm. Không đợi Chăm hỏi, chị nói ngay. Tôi mới ra nhà cổng tàu lao chiều hôm qua, ra mới biết chuyện nhà nó thúi ình thúi hoác. Anh cổng ngày mới là ra tòa ly dị với nó nè. Đáng đời con nhỏ này. Chăm làm bộ giả nai. Sao tới độ vậy dạ chị? Đơn ly dị gửi mấy tháng nay rồi, nhưng mới mới xử. Thì ra vợ chồng nó lục đục cũng lâu. Mà phải rồi, anh cổ mà đàng hoàng, có con vợ thài la như vậy sao ở bên được. Làm biến làm nhét không nói chi, đằng này ngoại tình mới ớn chứ. Mê trai quăng bỏ nhân cách của mình. Nghe đâu thằng đó bóng lại cái mà chị. Bóng con khỉ khô, bóng mà có vợ con, biết dê đờn bà. Cái thằng đó là thằng kép cải lương, nhưng mà có đoàn hát nào mời nó đâu. Cho nên nó ăn bận sơn phết như kép tuồng cổ, rồi ca thảy vô YouTube. Hễ nhiều người nghe thì nó có tiền, vậy nên nó dê tá lả để kiếm người ủng hộ. Con mẹ cổm chỉ là một phần tử trong tầm ngắm của nó thôi. Mẹ chơi Facebook, có bạn bè là rủ vô nghe, rồi chia sẻ cái clip đó tùm lum. Vô Facebook con mẹ là biên mẹ thần tượng thằng này dữ lắm. Kêu nó bằng bóng vì nó thay nghệ sĩ Vũ Linh Vũ Luân trề trề ngoái ngoái cái miệng, được khán giả yêu thích, nên chả cũng ngoái ngoái trề trề. Có cái giọng eo éo đờn ông không ra đờn ông, đờn bà không ra đờn bà đó chứ. Mẹ rủ cả xóm mình vô coi, mà hễ trong đó ai chê chả câu nào là mẹ sực lợi câu đó, làm coi dị hợm lắm. Rồi bị người ta chửi là đồ bưng bô, ngu mà tưởng khôn mới tức cười chứ. Tối ngày có đi ra khỏi cái địa phương đâu, mà trong túi cũng không có bạc trăm, nên chuyện gặp thằng đó coi mồi khó. Vậy mà yêu đương nịnh nót chi không biết. Anh cổ mà đâu phải đứa ngu, ở với con vợ như vậy sao mà ở được chứ. Cho nên bị bỏ là đáng đời. Vậy rồi chị có nói cái vụ ăn trộm không? Không, ban đầu ra với mục đích là nói đó chứ. Nhưng thấy tình hình đó, nói thì như dầu chế vô lửa, với lợi sợ đụng chạm tới vợ chồng thím. Thằng sập sôi mà nhục thím cũng ể mình, mà vậy cũng đủ để nó bị quả báo rồi. Mình không cần chờ nước đục thả câu mận chi với cái hạng người đó. Mà thím đi đâu vậy? À, ra dòng chút hả chị? Vậy chị về trước đi hen. Chia tay với chị Tư, Chăm tủm tỉm cười. Con mẹ cổn này đáng bị như vậy lắm. Anh chị em của Bảy đã có mặt đầy đủ. Thím Hai và Bảy cũng ra tới. Thấy mọi người tề tựu, có cả vợ con mình, Bảy sập sồi biết Chăm muốn làm lớn chuyện rồi. Tự nhiên hắn mắt lo ngang. Thôi rồi, chăng con quỷ này nó mời mấy anh chị tới giải quyết cho nó thôi mình đây. Chuyện gì vậy chứ? Nhưng hắn lập tức trấn an mình liền. Ủa, lớn hết rồi, ai cũng có gia đình nấy, chuyện nhà ai người đó lo, chen vô chuyện nhà mình chi chứ. Lãng quảng bày đặt xúi dục nó bỏ chồng là không yên với mình đâu. Mà không lý nào anh chị ruột của mình không bên mình thì thôi, mắc gì lại bên nó chứ. Nghĩ vậy nên hắn cũng yên tâm phần nào, bèn kéo ghế ngồi ngang ngửa với thím Hai và anh Hai hắn, hất mặt hỏi thím Hai. Này ngó thấy toàn là người nhà của tôi, sao ở đâu á lại có một mình thím là người ngoài vậy? Anh Hai đỡ lời. Tao mời thím đó, được không? Muốn có người lớn chứng kiến để mọi việc khách quan hơn. Khách quan gì chứ? Bộ này có tiệc tùng gì sao mà tập hợp anh chị Lợi đầy đủ hết vậy? Ừ, có tiệc đó. Hôm nay tụ tập Lợi để mổ xẻ mày, để coi nội tạng mày có sạch sẽ cho người ta làm món ăn được hay không. Nói gì nghe sập sùi vậy cha nội? Chị Sáu bước tới, xỉ tay vào trán hắn. Mày làm ơn khai tử cái tiếng sập sồi đó đi nghen. Nghe thấy lãng nhách như con người của mày vậy. Nào là hạch toán kinh tế, nào là sập sồi. Cứ vậy mà nói miết, riết ngu si đần độn, không còn bộ óc của một con người. Bảy dung tay gạt tay chị mình ra. Bà cố này chửi nặng nghen. Tao chẻ đầu mày ra nhét vô, cũng không biết mày có thấm hay không nữa, chứ ở đó mà nói khơi khơi. Bảy đứng phát dậy, lớn tiếng. Mà cái vụ gì nói ra đi.
con nhỏ này nói xấu gì tôi với anh chị mà anh chị không xét lợi, cứ đổ cho tôi không vậy? Anh hai khoát tay cho đám em mình ngồi xuống, rồi từ tốn nhìn hắn. Vợ mày ra đây, xin phép anh chị cho nó được thôi mày. Ở với nhau ba mà con, chuyện gì đến nỗi không giải quyết được, phải đưa nhau ra chính quyền chứ. Chị Sáu nói thay Chăm. Để tôi nói cho. Cái này tôi nghe từ người ngoài, chứ không phải do ai học lợi. Người ta đồn rùm là thằng Bảy đàn ông mà cứ để vợ mình một thân chèo chống mua bán nuôi con. Mấy chủ vườn cam và chủ vựa cũng hỏi sao chẳng thấy thằng chồng phụ nó. Rồi tôi mới hỏi thăm chị hai, nghe nói nó thường gửi con cho chị hai coi, rồi đi nhậu bê bét ở đâu đó. Trời ơi, ba đứa con rồi mà không hề phụ vợ kiếm tiền, vừa không bồi bị treo cổ hết. Làm vợ chồng trăm năm, chứ ngày một bữa sao? Con là con chung, phải cùng nhau nuôi nấng chứ. Nó lo cái thân nó không á, thì ai mà chịu cho nổi. Em ruột tôi mà ngó thấy còn xuống mắt, huống chi người ngoài. Bảy hùng hổ. Chỉ biết cục cức gì mà lộn xộn. Nó đi mua bán, tôi phải coi chừng con, chứ đứa nào đứa nấy nhỏ xíu gửi ai. Gửi thì cũng gửi 5 khi 10 quả một lần, chứ gửi hoài sao được. Đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhà tôi á, mấy anh chị đừng xen vô. Tôi đã hạch toán đâu ra đó hết rồi. Anh Năm dặn ly xuống bàn cái cột, giận dữ. Hạch toán con khỉ khô. Dốt bày đặt nói chữ. Mày hạch toán giỏi thì có ngày hôm nay hay sao? Thiếm hai chậm chạp ngó qua mấy chị em của Bảy, rồi nghiêm giọng nói. Lẽ ra thiếm không nên xen vô chuyện nhà của mấy đứa. Nhưng thiếm là người lớn, lại ở sát một bên. Thiếm thấy quá rành chuyện của vợ chồng nó. Thật ra, không phải một ngày một bữa mà sinh ra mâu thuẫn như vậy. Con vợ cực sầu đầu, mà thằng chồng chớ phụ một tay. Thiếm ở gần nên thấy hết. Tối nó đi mua cam dìa, thằng chồng nằm treo trên võng để con vợ đem mấy chục vỏ cam lên. Xong rồi vô cho con ăn, tắm gội giặt giũ dỗ ngủ, rồi lựa cam phân loại, chờ nước lớn cặp sát ghe đặn khuân lên. Gì mà kỳ vậy? Nó đợn ông, mấy vụ nặng nhọc này phải gồng gánh cho vợ mới phải chứ. Đã vậy, đồ ăn thức uống vợ nó chuẩn bị hết, mà ở nhà toa rạp với con cổn tào lao, đi ăn cắp gà vịt, chài trộm cá của Tư Tiền. Nó lụm cho con chết sình, rồi còn chục con nữa, về cho con đó ăn. Thứ chồng gì vậy chứ? Bất mãn ngày càng nhiều, nó sống với chồng đầy sự khinh ghét. Mấy đứa thấy như vậy được hay sao? Cho nên thím mới khuyên nó ra trình bày với mấy đứa, để anh chị em bàn tính với nhau giải pháp khắc phục. Đừng để sự việc đi quá xa, thì hối hận cũng muộn màng. Chị Sáu nắm tóc Bảy, tán vô mặt hắn một cái nhán lửa. Mày là thứ quỷ gì vậy? Cha má mất sớm, nhưng tụi tao có để mày thiếu thốn gì không? Đất đai chia chác như nhau, mà khi tới tuổi cưới vợ, trong túi không có một xu. Anh chị em gom góp lại lo cho mày. Có con vợ giỏi không chê mày nghèo, mà không biết trân trọng để ra nông nỗi này. Tao nghe mà còn mắc quẩn, huống chi nó. Mẹ bà, gặp chồng như vậy, tao cũng thôi tám đời dương rồi. Giờ nó muốn bỏ mày, tao là người đồng ý giải phóng cho nó đầu tiên đó. Sập sồi nghe vậy thì nóng đỏ mặt. Hắn không nghĩ tới gia dế gì nữa mà rít lên trong cổ họng. Mấy người nghe lời nó mà đàn áp tôi. Lẽ ra tôi phải ở trong cái nhà này vì tôi là con trai út. Nhà cha má để lợi, giàu út ăn, nghèo út chịu. Mấy cha tống tôi vô ruộng, không có đường phải đi nhờ đường nhà người ta. Bất công với tôi vậy tôi còn chưa nói. Giờ thị thiền cho nó thôi tôi hả? Anh Tư trợn mắt ngó Bảy, tính không nói nhưng cuối cùng cũng góp lời. Thứ như mày mà cũng đòi ở nhà thờ. Đúng là lẽ ra con trai út phải thờ cúng ông bà cha mẹ. Nhưng mà nếu để mày cúng, chắc cha má tuổi hổ vong linh lắm. Hồi chưa có vợ bỏ nhà đi suốt, ai nhang khói cho cha hả mày? Rồi mày ngó lợi coi. Nhà cha má khi xưa ra sao? Nhà này có chỗ nơi thờ cúng đàng hoàng là do anh hai xây dựng lợi. Mấy đứa mình có bỏ vô đồng bạc nào để hùng hạp không? Kêu ca cái gì? Không phải tự nhiên mà con vợ mày đòi bỏ chồng. Mày xét lợi coi, mày có xứng đáng làm cha không? Nếu như buộc phải ly dị, hãy giao con cho vợ nuôi, chứ đưa cho mày sau này chắc đi ăn xin. Cô Tám ngập ngừng. Chị Bảy giận là đúng rồi, nhưng dù sao nếu ly dị thì cũng tội nghiệp cho ba đứa nhỏ. Anh Hai khoát tay. Thôi, anh Năm với cô Sáu ngồi xuống đi. Nghe anh Hai nói nè Thiếm Bảy, cái này anh góp ý thôi, chứ nếu Thiếm đã quyết định thì mấy anh chị sẽ ủng hộ Thiếm. Thằng em của anh quá tệ rồi, không thể cứ theo báo cô Thiếm hoài được. Anh có đề nghị này, Thiếm nghĩ sao? Chăm nhìn anh trân trọng. Dạ anh Hai nói đi, em sẽ lắng nghe. Tạm thời Thiếm khoan ly dị đã, mà hãy ly thân.
cái vụ ly thân này, anh chị của nó sẽ ký vô giấy làm chứng. Thiếm không cần đem ra chính quyền. Hãy thử thách nó trong vòng 1 năm. Nếu nó không thay đổi thì thiếm hãy chính thức ly dị. Anh chị sẽ cùng đồng thuận với thiếm trước tòa, cho thiếm danh chứng ngôn thuận mà dắt con đi. Nó không được quyền kêu ca níu kéo. Còn nếu trong vòng 1 năm mà nó thay đổi tích cực, cùng thiếm làm lụng nuôi con, thì anh xin thiếm hãy cho nó cơ hội. Anh chị sẽ luôn dõi theo hai đứa. Anh biết thiếm khinh thường nó, nhưng vợ chồng mà, trong giận cũng một hai thương, phải không thiếm? Chăm còn đang do dự, thì thiếm hai đã nháy mắt với cô, rồi tiếp lời anh hai. Thằng hai nói phải đó con, vợ chồng không phải nói thôi là thôi. Nếu muốn dứt ra thì chờ 1 năm nữa cũng không muộn. Anh hai con đã nói vậy rồi thì hãy tin tưởng anh chị con. Thiếm sống ở đây lâu nên thiếm biết nhân cách của nó. Chăm cúi đầu suy nghĩ. Thật ra cô không có chỗ để đi. Bây giờ nghe lời anh hai ly thân với hắn thì cũng như ý của thiếm hai nói với cô hôm qua, rằng cô mượn cái nhà của hắn để nuôi con. Cô sẽ không quan tâm đến sự có mặt của hắn nữa. Chỉ còn hơn tháng nữa là tới mùa tựu trường. Thằng Tèo sẽ vô lớp 1, con bổm mẫu giáo và thằng Tý cô gửi nhà trẻ. Trong thời gian chúng chưa đến trường, cô sẽ năn nỉ thiếm hai ngó chừng. Mùa cam hết, cô sẽ đi mua dừa giao lò kẹo. Chăm không sợ thất nghiệp, ngày kiếm vài trăm ngàn lo cho con, cô kham nổi. Nếu vẫn ở đây nhưng không có vợ chồng với hắn nữa, thì cha mẹ cô sẽ không biết chuyện gì xảy ra với con gái mình. Cô chỉ mong có vậy thôi. Thấy Chăm có vẻ lưỡng lự, còn Bảy thì mặt mét chành như con gà mái đang rặn đẻ. Anh Năm bồi thêm. Nếu thiếm đồng ý thì anh buộc nó phải chấp nhận hai điều kiện. Một là khai tử cái tiếng hạch toán với sập sồi. Nói gì lãng nhách vậy mà cũng nói. Hai là nó không chinh phục thiếm được trong vòng 1 năm thì buộc phải ly dị vô điều kiện. Đồng ý thì làm liền tờ giấy ly thân. Tất cả các anh chị em ở đây đều ký vô. Vợ chồng mày cũng phải ký ngang thằng quỷ sứ. Tiện đây con cũng nhờ thiếm hai làm chứng giùm. Thiếm hai gật đầu hớn hở. Yên tâm, thiếm ký liền. Chăm thấy đúng với ý mình rồi, nhưng cũng phải làm màu chút. Anh chị dạy thì em nghe, còn có thay đổi được ổng hay không thì em chẳng đảm bảo đâu. Chị Sáu nắm tay cô. Cứ thuận theo tự nhiên em à, chị sẽ đứng về phía em. Cô Tám cũng tiến lại gần siết tay Chăm. Nếu như ảnh mà theo chị đi mua bán thì ba đứa nhỏ đưa lên cho em coi chừng cho. Chị Hai cười. Còn chị đây chi, chị ở gần hơn cô mà. Anh Hai ngó Bảy. Còn cái thằng sập sồi kia, mày nghĩ sao ông Cố? Anh Năm đập vô vai hắn. Nghĩ gì nữa mà nghĩ, đây là lối thoát cuối cùng và cũng là cơ hội cuối cùng. Mày mất con vợ này, coi còn ai chịu ưng mày nữa không? Rồi về giả coi cái cảnh nè, cho mày nhai cái hạch toán, cái sập sồi mà sống nghen. Cả nhà cười vui vẻ. Anh Hai chốt lại. Cho mày 1 năm hối cải, sang năm ngày giỗ cha, mày phải cho tao kết quả đó. Chăm cảm thấy an ủi. Ôi, thằng cha sập sồi mắc dịch, phải chi hắn được một phần của anh Hai, anh Năm thì đời cô đâu có khúc nào long đong lận đận chứ. Cả đêm hôm đó, Bảy sập sồi không tài nào ngủ được. Hắn biết lớn chuyện rồi, mấy anh chị của hắn đều theo phe Chăm. Lỡ như Chăm bỏ hắn thiệt rồi sao đây? Bảy thừa biết mình cần có Chăm trong đời, nhờ cô mà hắn mới không như trước hút thuốc chực uống trà ké. Nhờ cô mà hắn không phải lo mai ăn gì, không sợ đi lang thang coi ké được chỗ nào hay không. Thường thì khi quá đói hắn hay ghé lục cơm nguội của anh Hai, nhưng ánh mắt chị Hai nhìn hắn coi bộ chẳng có chút thiện cảm. Anh Tư và chị Sáu thì ở chỗ khác, chị Tế Dụ bồi bùng mới ghé qua. Hai người họ đem gạo và đồ ăn tới nhà chị Hai mượn nếp nấu nướng và cùng cả nhà anh Hai ăn chung. Con Tám thì nhà chồng nó sát bên, tới lui ăn chực hoài cũng không được. Nhờ có Chăm mà hắn mới có nơi đi về. Hắn cần Chăm, tự thâm tâm rất yêu thích cô, nhưng sĩ diện không nói ra, sợ cô được nước làm tới, leo lên đầu lên cổ hắn ngồi. Chăm bỏ hắn thì hắn sẽ ra sao? Nghĩ lại,
hắn cũng vô trách nhiệm với vợ thiệt. Vậy thì một năm thử thách này, hắn sẽ ra sức nịnh bợ vợ để đến thời hạn Chăm có thể bỏ qua mà sống chung với hắn hoài hoài. Sáng lại, hắn thức dậy sớm, hắn nói với Chăm. Vì ngại nên giọng nói ở trong cổ họng. Nhỏ coi ở nhà lo cơm nước cho con đi. Tôi giao cam cho. Giá cả nhiều tự dưới dựa tính phải không? Tôi lấy tiền theo toa, rồi về đưa nhỏ coi thiếu đủ gì chuyên sau khiêu nại. Chăm ngạc nhiên nhưng không nói gì. Hắn thấy Chăm có vẻ lắng nghe nên bồi thêm. Lần này giọng nói to hơn. Chờ tôi về coi con, rồi nhỏ hãy đi cắt cam. Tháng tới tụi nó đi học hết, tôi phụ với nhỏ cắt cho mau về. Chăm mắt cười nên không nỡ giận. Cô nói chơi. Được mấy bữa? Hoài hoài luôn á. Dốc bà bắn à. Bà nào mà bắn ông cho nổi? Bộ da tôi dày lắm sao? Da mặt thì dày, chứ da mình nó mỏng lét ha. Đụng cái là nổi thương liền luôn á nhỏ ơi. Chăm mắt cười không nhịn được. Cô biết hắn đang cố tình làm quen. Người ta hạ mình như vậy, lẽ nào mình cố chấp mãi sao? Kệ đi, nếu hắn thay đổi, có công việc kiếm ra tiền, biết đâu hắn tham công tiếc việc mà cùng cô gầy dựng lại gia đình êm ấm chứ. Kệ đi, mình cũng có ba đứa con với hắn rồi, không thể xem như người ngoài xa lạ được. Coi như bạn cùng nhà giúp đỡ lẫn nhau cũng có sao đâu. Chiều, Chăm đi cắt cam về là hắn te ra kéo dây ghe buộc vô trụ cho cô. Chăm lên bờ thì hắn phóng xuống, chuyển vỏ cam lên cho Chăm đặt lấy đỡ xuống. Xong hắn đem cam vô nhà, kêu Chăm dọn cơm cả gia đình cùng ăn. Tối khi các con ngủ, hắn kêu Chăm chỉ hắn cách phân loại cam, rồi hắn nói. Khi nào dư chút tiền, nhỏ kéo điện về, mình đem cam lên bờ trải chiếu ra lửa luôn, khỏi bưng vô bưng ra chi cho mệt. Chăm trả lời. Kéo điện vô đây nhiều tiền lắm, để qua nói chú thím hai cho mình kéo nhờ, rồi phụ tiền đường dây với chú thím, xin cho mình gắn cái đồng hồ điện, rồi hàng tháng xài bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Bảy mừng rỡ. Nhỏ nói thử coi. Thím hai thương nhỏ, hy vọng thím chịu. Chứ bà ghét tôi thúi con mắt, hễ tôi mở miệng chưa kịp nói là bà bỏ đi mẹ nó rồi. Tại ông sập sồi quá mự. Ê, hôm nay tôi không có nói cái tiếng đó nữa à nghe. Nhắc hoài tôi nhớ nói lợi ráng chịu à. Chăm mắt cười nôn. Một năm sau. Hôm sau là đám giỗ cha của Bảy sập sồi. Bữa nay vợ chồng con cái dắt nhau ra. Mấy chị em coi mồi, hai người họ đề huề lắm. Thấy Chăm móc túi đưa hắn tiền rồi nói nhỏ gì đó, Bảy mới cầm tiền mà đưa cho chị hai, cười cười. Vợ tôi phụ tiền chị mua đồ cúng cho cha. Chị hai cười, chọc. Vợ tôi đồ hết sức ha. Xời, chị mãn cái nước ghẹo à. Không vợ tôi chẳng lẽ vợ hàng xóm. Mấy anh chị em cười xòa, Chăm đỏ cả mặt. Đây là thủ tục, đứa nào cũng có phần góp vào, nên chị hai vui vẻ nhận. Sẵn bây giờ không có người lạ, anh hai mới gom đám em lại rồi hỏi Bảy. Sao mày thằng sập sồi, một năm rồi đó, chuẩn bị ly dị chưa? Bảy đỏ mặt. Cha nội ghẹo tôi hoài, tôi bỏ hạch toán với sập sồi lâu rồi cha. Anh Năm ghẹo. Tao tưởng bữa nay vợ mày kêu tụi tao ký tên vô đơn ly dị, cho mày tự do đi kiếm con cổn tào lao đó rồi chứ. Cha nó chơi hoài cha nội. Nay vợ tôi trước mặt cha xé tờ giấy ly thân nè. Còn con cổn bị chồng bỏ đi đâu kệ cha nó, tôi có biết tới à. Nó mê cái thằng lừa đảo đó, chứ có mê tôi đâu cha nội. Cả nhà cười rần rần. Chị Sáu nói. Tao nghe chị hai kể rồi, lúc này mày cũng biết chuyện lắm. Phụ vợ vô vườn hái cam, phụ vợ đem cam lên bờ, lựa cam phân loại, rồi có khi đi giao cho vợ nữa. Ngoài dòng bớt thấy bóng mày lang thang, trừ khi đưa con đi học. Đàn ông phải vậy chứ. Bảy đưa tay che mặt cười. Chứ không vậy, nó bỏ một cô vợ chích bà sao chị? Anh hai lúc đó mới nói dài. Anh bạn với chị hai bay rồi,
Anh có 15 mét chiều ngang, 20 mét chiều dài ngoài mặt lộ. Cho chú Thím Bảy mượn 5 mét ngang, đặng làm chỗ thu mua cam và dừa. Rồi thì không có bơi ghe đi mua nữa. Nhà vườn sẽ tự đem tới để mà bán. Chú Thím có thời gian dòm ngó con. Mua chiếc ba gác cho thằng Bảy nó đi giao. Mà nhớ là đất anh cho mượn, chứ không phải cho luôn à nghen. Khi nào có tiền dư thì mua miếng đất khác trả lại cho anh chị. Còn chiếc ghe để đi ra đi vô bồi bùn dừa. Mần không kịp thì mướn người phụ. Vậy là anh chị giúp chú Thím tới mức đó rồi. Thằng Bảy ra dòng mà ngựa quen đường cũ thì mất vợ mà mất luôn chỗ Mần ăn nữa đó biết không? Vợ chồng Bảy Chăm cảm động, không nói nên lời. Mấy anh em nhìn anh hai của mình mà ngưỡng mộ. Đúng là anh hai của một bầy em. Con người ta sống ở đời, không ai muốn mình trở thành vô ích. Chỉ là họ không biết chọn đúng hướng đi và cũng không có người mở lòng nắm tay dắt họ quay lại tìm hướng khác. Bảy nhờ có chị em sáng suốt, có người vợ sẵn sàng cho hắn cơ hội đã khiến được hắn tìm lại chính bản thân mình, trở thành người chồng, người cha biết lo dung quén gia đình. Cái sai của Bảy không phải như cái sai của vợ cổm. Người đàn bà như chị ta phải nhận hậu quả như vậy mới sáng mắt sáng lòng. Và khi biết hối cải, tất sẽ tìm được hướng đi khác tốt hơn hay lại tiếp tục xa lầy thì cũng là do tạo hóa của chị ta. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.